Ông quỳ chỗ. Ông dùng ra bậc cả mặt tổ cái chấm nói ca này thì xã mạng ca. Xã mạng ca nơi thay nít ông nhìn ra thuê xã mạng ca sát đạp tất khí cam xã xây để mình ra sân niếm. Vì thì đẹp dù bằng buồn đôi mập hay bằng bấy. Vẹp bọn nó ông hẹt ca bậc phật từ lời cổ đào dễ lẽ chấm buồn chuyện chết chàm. Hay một lần đầm nào ca tạm lại cái việc ra đến đó được ngày đi để ông chỉ biết xong nhiều việc chun đầm đang đọc việc khi chẳng on hay riêng cái thà để không cái đầm nào ca tạm là ca nơi ngày đi lục cho cầm dụ ở ra đại chi cho cầm để chiết ở vật tầm biến để một là hết miền thu đẹp trong bạch cho luôn còn ai cho luôn được không cái đầm nào ca tạm là ca đi bán còn tôi bị dừng nhóm bạn bị cru cho bao nhiêu mười đồng một đại cho cầm bình sứt này ông chỉ biết là tập bốn dừng tầm lại tăng tăng cho cầm dụ lục thu mà ní đại chi cho cầm bầm rong hàng việc kỳ chiết chấm nuốt còn lại cho cầm dụ ở ra để bán ở vật tầm biến hay là hỗ trợ bên đó để cho cầm dụ ở ra miền vật tầm biên đang ai miền đặt tập hiệp một bình ca nghĩa là con ca châu rút bệnh nhầm là ca sạm là cá nông ong nhập ra ta tập bồ bình bàn hay ca tầm lại nhịp ai đưa bọt bình nhát này bị thiên chất tập bồn buôn này bị thiên tây con nông bọt ong nhập ra bị tầm anh không tập là ca cầm bụi chi hay có xôn nhập địa phòng đấy hay cho cầm có rộp kinh đại dịch cầm bầm rong phía kia ăn rãi hết vật tầm biên đại xa một là hết quạt miền bánh hà tập hiệp làm gì xâm nhập cá cái nhà chi thì hoang là gì cam phi thành phi bột miền áo bột miền phi ký nó bọc cô để ông nhập ra có hỏi chưa nhà châu rùm được không cần xâm nhập cá xâm nhập cá thay đi xong group lục vật thiên xâm nhập xâm nhập cá nơi thay đi các làm chi các sủng qua khơi thẻ group phi ký tặng ở nơi riêng cái đây ní miền bột miền lực lên tay mét thì vì nó một anh trợ chiết đầm nàng đang vận đang rập bảo vệ ní lục say mari ghi rú áo bột miền đòi mua là hai to khuôn đại lại lục nôn chía miên vật miên nợ bản tục không khuôn kháng cầm xa sập nà cà ní đại lục na sôm lẽ băng sắt miên vật miên đại tổ pi bản tục sập nà cà đi khất lẽ băng sắt đồ bằng lục nôn chía ban bạc cô đao cả làm chi rồi hài xạ xây đang đang treo mặc đao sạch hay cam nơi ngày ní miên đồ hạt sniếm pi thi cw bản buôn rồi mặc hay bản vậy xạ xây ban mình chạy tam smart tiếp đại quạt ai đứng cứ quạt mà miên tùm nẹt tùm nón nhiệt lô hát rưng nhiệt phốn chỉ mới nâng chân trọt trọt từng pi rú cứ lục nôn chía nâng lục khiêu sầm phón đối phía kỳ đang mở đăng rộp bạc viên nà mối đã trở bàn tập tù score nâng nông đường cái đầy nịt tế. Xã xây nâng thuốc xâm bắt nâng chùm nưa xa xa nà rộp bạc luôn nơi trong phố mộc ong kiểu nông chùm rè. Nơi thay ní, miên xã xây bằng rộng mùi rũ đã miên hạt xin niếm phí TCW bằng bây rơi cao sụp buồn. Xã xây ban mình chạy thá, tam xe mặt tập hiệp đã cột ách đấng cứ cột mình miên tầm nẹ tầm nóng nhiệt lửa hất rư nhiệt bốn chùm mùi nâng chôn trọp trọt tầng phí rũ cứ lục nôn chía nâng lục khiêu xâm phón. Rưu phía kỳ đang vận đăng rộp bạc viên ni mình nà mối đã trở bàn tập tư score nâng nông riêng cái đầy nịt tế. Xã xây nâng thuốc xâm bắt nơi bậc ní, nơi trong phố mộc lục ta đồng bọn này, xông ọ côn lục bạc thiên. Ở côn cả nhà chia sĩ hóng, chia đồ bóng ní, ông nhìn mẹ xâm rạch lưu dùm nào xông bọc chôn chọp chọt nôn chia chìa môn sân. Ông nhìn mẹ bàn tù lì khất xâm lẹ bóng sứt cho rùm nông xạm nà ca đại phát tòl, nông bật tục ní ở chung chọc chọc nguồn chia cho thằng chị đã bay khai mẹ cả ra cho nàng bị bọn đọc vào muối để bàn mà chạy thả đại quạt mình bánh hà sổ cập hiếp chứ có ba chứ chung kết mình anh quý dù bán mình anh chọn ở rộng bàn dù nâng đâm bay mình là tập hiếp cho rùm sạm nàng ca nữ thay kháng mốc ở miền bật thật tập hiếp luôn thông lẹp bóng sất cho rùm nâng miền bật tầm miền đại tol khăn ông bật tộp sạm nàng ca nâng chị đã bay khai mẹ cả ra cho nàng bị bọn đọc vào muối bàn khơi cầm đoạn hết bên đất thọc cập hiếp chung chọc chọc nguồn chia để phương lang đại cụ bệt và chạm cá vì nứt phía ba thái tôm thọc cập hiếp chuyên cho bèo nơi ở vô tổ có cho thằng ai thì đọc bay khai mẹ gà rai cho nàm bì bọn đọc vào muối bàn cọt tầm quát bì thân đọc hiếp thọc cập hiếp bọn lụng nôn chiên thằng ai nít tham bên gà rai chư chẳng kè ràm ráy đang quý dũ để chư căn đại khăn nâng vườn mốc nâng bàn phát đo là nó xa xa xong bọn dùm rè ăn ở nhà ai lụng nôn chiên cho rùm tạm đoàn kết tầm nà ca sạm nà ca bì bẩn túc thật nâng rõm xa sạm nà ca ni ไปเรื่องมูลฐานนี่หนึ่งโยงตามบทประยัดในประเทศไปถึงมวยปรามในประเทศเตยขนมอวตโกอองยมเรียอันยัดไอ้ลูกนวลเชี่ยโจรวมในตามด้านการจำนากาสัมนาคาปีจำง่ายปีบรรทุกคมครูนมวยทันในกรามซาสัมนาคานี่ตามระยะประกอบสอดตัวสำหรับระยะปีสัมนาคาเป็นมวยไงนี่ประกอบไปบกหลักในสอดตัวจวบประปอนสอดตัวสำหรับจนจบจอดนวลเชี่ยไอ้โจรวมในตามด้านการจำนากาสัมนาคาปีจำง่ายขนมระยะปีในการจำนากาสัมนาคาสำหรับไงนี่ជាបន្តទៅនេះបង្កប់ឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការអញ្ជើញសាក់សីចូលមកកាន់កន្លែងផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅក្នុងបន្ទប់សន្និការ
សុស្ដីលោកស្រីសាក់សីតើលោកស្រីឈ្មោះអី ឈ្មោះម៉ាត់សរ កាលពីអង្គជំរះក៏អញ្ជើញលោកស្រីមក អង្គជំរះដាក់ឈ្មោះថាអាហ្មាត់សរភីយ៉ា តើឈ្មោះនេះឈ្មោះនរណាគេ ឈ្មោះលោកស្រីឬក៏ឈ្មោះអ្នកផ្សេង ក្រៃលោកច្រឡំមនុស្ស ណា ចាឈ្មោះហ្នឹងខ្ញុំដាក់ហ្នឹងពិបាកហៅពេក អញ្ចឹងម៉ាត់សរភីយ៉ា ហ្នឹងគឺឈ្មោះខ្ញុំដែរ តែគេហៅតែចំគេថាម៉ាត់សរ អរគុណចុះកាលពីមកឆ្លើយលោកស្រីដែលមកឆ្លើយនៅចំពោះមុខអ្នកស៊ើបអង្កេតនៃសហជក្រមស៊ើបអង្កេតនៃអង្គជំរះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែរទេស៊ើបអង្កេតហៅមកខាងកំពង់ចាមខ្ញុំធ្លាប់មកគេការផ្ដល់ចម្លើយនៅពេលនោះលោកស្រីដាក់សេចក្ដីឈ្មោះអីយកឈ្មោះអីប្រាប់ដល់អ្នកស៊ើបអង្កេតស៊ើបអ្នកធ្វើកំណត់ហេតុស្ដាប់សក្ខីកម្មរបស់លោកស្រីនៅពេលនោះ ឈ្មោះអាម៉ាត់សោភីយ៉ាហើយវាមានហេតុផលយ៉ាងម៉េចបានជាឥឡូវនេះលោកស្រីប្រើឈ្មោះម៉ាត់សយ៉ាងខ្លីដូចនេះជំនួសឈ្មោះអាម៉ាត់សោភីយ៉ាបាទលោកឈ្មោះហ្នឹងតើពិបាកហៅពេកតែអញ្ចឹងដាក់ឈ្មោះម៉ាត់សតម្ងទៅវាស្រួលយើងហៅណាលោក លោកស្រីបានធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែរទេនៅដំណាក់កាលចុងក្រោយប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំនៅការផ្ដល់នូវអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណពលរដ្ឋខ្មែរជូនពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបដែលមានជានិតិជន មានធ្វើអត្តញ្ញាណប័ណ្ណហើយអត្តញ្ញាណប័ណ្ណលោកស្រីនឹងលោកស្រីដាក់ឈ្មោះអីចុងក្រោយដែលប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះបាទលោកខ្ញុំដាក់ឈ្មោះម៉ាត់សរបាទអរគុណលោកស្រីម៉ាត់សរហើយលោកស្រីកើតនៅថ្ងៃខែឆ្នាំណា បាទលោកខ្ញុំកើតខែឆ្នាំ 61 នៅឆ្នាំ 1961 អញ្ចឹងមែនទេ មែន ហើយទីកន្លែងកំណើតរបស់លោកស្រីនៅកន្លែងណា ចាលោកសាច់ផ្ទះកណ្ដាល ភូមិអីឃុំអីស្រុកអីខេត្តអី សាច់ប្រឆេះកណ្ដាលភូមិក្រូចឆ្មាស្រុកក្រូចឆ្មាខេត្តពេលនោះខេត្តកំពង់ចាមដែរតែឥឡូវគេផ្លាស់ខេត្តបងឃុំលោកគ្រូ បាទអរគុណណាស់ចុះទីលំនៅសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះលោកស្រីនៅទីកន្លែងណា ចាលោកសប្ដាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំនៅភូមិសេចក្ដីកណ្ដាលឃុំក្រូចឆ្មា ខេត្តបងឃុំ លោកស្រីប្រកបមុខរបរអ្វីដែរសប្ដាហ៍ថ្ងៃ ចាខ្ញុំប្រកបរបររកស៊ីធ្វើស្រែលោកមកអរគុណចំពោះឪពុកបង្កើតរបស់លោកស្រីឈ្មោះអីម្ដាយបង្កើតរបស់លោកស្រីឈ្មោះអីចាឪពុកបង្កើតខ្ញុំឈ្មោះម៉ាត់សរ ម្ដាយខ្ញុំឈ្មោះណប់សរ
cho đây bà lục sợi mỗi hay lục sợi miên côn bẩn màn nhé cha lục đây khi em chỉ một mặt sau mặt lục hai đây khi em sắp ngày nâng bẩn buồn nè con khi em bẩn buồn nè ngon sắp ngày lục bà ở quân hay lục thầy mặt số tam bài ca bạc làm chi sản mà cá ở mày mày đi tha tam tam mặt đập hiệp đây lục thầy ấy đang bán cứ lục thầy mình miền nhiệt lò hất được nhiệt phốn chỉ mùi đường chun chọp trao từng phi rúp nôn chi đường khương từng phốn đường bọc cô từng lái để từ tua dốc chia phe khi đầm vẫn đăng được nông đường cái đây nít tê ta bài ca này bật đại tế bát bất lâu hay lục thầy mặt xó tại lục thầy miền chìm nưa sát na vậy đấy chưa sát na Islam nóng thầm hóa lục hạ quân hay tôi tình ní ông nhìn đẹp một cộp ôi làm gì sát mạng cá cả nhà chia thì hóng này nom rộng vua xã xây phương sầm bót tam chùm nưa sát na bạc quát này chỉ phụ một ông chùm nưa chùm đẹp đó là đồng bồn chùm rượu xua lục xây xã xây chưa bằng to tình ní nhóm nâng rượu trăm thua bị trí sầm bót đo lục xây xong lục xây đã bạc đầy sát nám rồi bỏ lục xây nơi lưu cùng pi áo cố án đã nơi bị mục lục xây sạp ខ្ញុំនឹងអាននៅពាក្យសម្បត្តិហើយសូមលោកស្រីនិយាយនៅពាក្យសម្បត្តិនេះតាមខ្ញុំបាទខ្ញុំសូមឆ្លើយតការពិតដែលខ្ញុំបានឃើញខ្ញុំសូមឆ្លើយតការពិតតែខ្ញុំបានឃើញបានឮបានដឹងបានឮបានដឹងនិងបានចងចាំផ្ទាល់និងបានចងចាំផ្ទាល់ក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមក្នុងនាមខ្ញុំជាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលមានអាឡោះជាម្ចាស់តែមួយដែលមានអល់ឡោះជាម្ចាស់តែមួយនិងមូហាំម៉ាត់ជាបម្រើរបស់អល់ឡោះនិងមូហាំម៉ាត់ជាបម្រើអល់ឡោះនិងមានគម្ពីរអល់កូអាននិងមានគម្ពីរអល់កូរ៉ានជាសម្ដីរបស់អល់ឡោះជាសម្ដីរបស់អល់ឡោះដែលជាគោលសម្រាប់យើងខ្ញុំអនុវត្តតាមដែលជាគោលរបស់យើងខ្ញុំសម្រាប់តាមបានខ្ញុំសូមស្បត់ដោយមានគម្ពីរខ្ញុំសូមស្បត់ដែលមានគម្ពីរអល់កូអានអល់កូរ៉ាននៅពីមុខខ្ញុំស្រាប់នៅពីមុខខ្ញុំស្រាប់វ៉ាឡាហ៊ីប៉ាឡាហ៊ីវ៉ាឡាហ៊ីប៉ាឡាហ៊ីបញ្ជាក់ថាបញ្ជាក់ថាអ្វីអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយអ្វីអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយសត្វតែជាការពិតទាំងអស់សត្វតែជាការពិតទាំងអស់បាទអរគុណកញ្ញាជាស៊ីហងបាទជាបន្តទៅនេះយើងប្រាប់អំពីសិទ្ធិនិងករណីកិច្ចក្នុងឋានៈជាលោកស្រីជាសាក្សីនៃចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះលោកស្រីម៉ាត់សក្នុងឋានៈលោកស្រីជាសាក្សីនៅក្នុងនៃចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះនេះលោកស្រីអាចបដិសេធក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរឬការសុំឲ្យលោកស្រីរៀបរាប់ទាំងឡាយណាដែលនាំឲ្យដាក់វិរុទ្ធភាពលើខ្លួនឯងសិទ្ធិមិនធ្វើសក្តិកម្មប្រឆាំងនឹងខ្លួនឯងអំពីករណីកិច្ចលោកស្រីក្នុងឋានៈជាសាក្សីដែលត្រូវផ្ដល់តក្កកម្មនៃចំពោះមុខអង្គជំរះនេះត្រូវតែឆ្លើយតបរាល់សំណួរទាំងឡាយដែលភាគីឬជាក្រុមនៃអង្គជំរះសួរចំពោះលោកឬចំពោះលោកស្រីលើកលែងតែសំណួរណាដែលនាំឲ្យចម្លើយតបរបស់លោកស្រីឬការស្ដីរៀបរាប់របស់លោកស្រីនាំឲ្យដាក់វិរុទ្ធភាពលើខ្លួនឯងដោយយើងប្រាប់អំពីសិទ្ធិរបស់សាក្សីរួចហើយអំបញ្ញមិញនេះហើយក្នុងឋានៈជាលោកជាសាក្សីក៏ត្រូវតែឆ្លើយឲ្យការណាដែលពិតដែលលោកស្រីបានដឹងបានឮបានឃើញបានចងចាំឬក៏ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ជួបប្រទះឬបានធ្វើការសង្កេតដោយផ្ទាល់នៅប្រតិហេតុនៅហេតុការទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសំណួរដែលភាគីឬជាក្រុមនៃអង្គជំរះសួរចំពោះលោកស្រីហើយលោកស្រីម៉ាត់សតើលោកស្រីធ្លាប់ផ្ដល់សក្ខីកម្មឬក៏ផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកស៊ើបអង្កេតនៃការចលៃសហជការកម្មស៊ើបអង្កេតដែរឬទេនៅក្នុងរយៈពេលកន្លងមកហើយបើសិនបើធ្វើប៉ុន្មានដងធ្វើនៅកន្លែងណាទីណានៅពេលណាលោកស្រីចាំទេតើលោកហៅសម្ភារនៅខាងកំពង់ចាមម្ដង
hai mau pi sa krao tiet nau phum tria ti 2 nu 2 dong hai mun pe chol mo chpu mo ong jmreh ni ta luk srei ban pinit meul ban an rư ko sdap ka an nau kamnat het dae luk ban pro sakhai kam nia chmuot 3 dom dae luk srei a ang mai ni chỉ mỗi nâng nạ sư một kết nút đâm bay rùm lực ca chong chăm đọc lúc xoay vĩnh đại rửa tí. Bạn lúc nhầm ọt bàn ăn tiếp đây nhầm ăn có tự ăn trụ trụ bàn tay nhầm ai chong chăm bàn khla. Lịch khla bụi ấy vì dù chân nằm đại hời. Hay tam tam mật phép đại lục sợi ai đăng đăng chong chạm ta lục sợi bị chẹt bàn đại thế tha cầm nọt hết đại sát đập chầm lời đại lục sợi bàn cả bàn an cả an đã bỏ đại lục sợi an đại sát đập đâm bay đùm lực cả chong chạm nó cứ việc trầm trơ xong trọp xì dòng vạn khné từ nâng chầm lời đại ba đại lục sợi bàn đó chỉ muốn nhẹ cạnh nâng nhẹ chỉ muốn nâng nhẹ cạnh chầm phía chầm luôn bay lướt nơi cầm phong chạm nâng nơi phum tria đại lục sợi bàn phơi bị môn nốt đại rồi tí bị bà hạ bà hai kia được gặp đôi kia từ nâng thạc khay cam đại lục thầy bắt đầu bị môn nông đại gì ba lục ban khla hiền chri chri khla nông bài ca nông ai xa và ở quân được nông ca tăng số lượng địa đạo chụp sạ tây ní ăn vật tam bắt bình nhận để bị thiền cao số mùi tuôn để bị thiền tây nông ở vô tổ có ông nhầm đẹp bắt đầu bị thiền ca chun từ thạ bị nhá số địa đạo sạ tây ní môn phía kỳ đạo tây thiên được đường cái đây thạ bị nhá rùm tiền thạ miền biển là mốc đầm nàng đầm đầm rọt đầm ní miền địa phía bị vẹn này ngày sạ nông ca tăng số lượng địa đạo chụp sạ tây đúng đi xôm chơi thạ bị nhá rồng chiến bạn xâm ác quân lục thiên chiếm tham nhập xâm group lục phơi cho cấm nâng ông sang nhà cả tầng bốn khi ông bắt một xây liếng chia sẻ về nhà rồng chết ngày nít khi ông miền sầm nu mùi chìm nuôn trong xua từ lục xây dạ xây làm vậy lục dạ xây chui ung phư đó ông sang nhà cả tầng bốn chiếm tham khi ông bắt xong chìm nhập xua lục dạ xây sầm nu khi ông nâng chập đam xua lục xây nộp bên ấy vẽ poan tận nâng vật thiên bọn mà chấm nốn hay tập bóng nhóm trang xua lục xoáy bẹp bòn chỉ mùi nâng cao bạ chai môn ca cho một đó là bọc bộ mai cỏ hóm nâng khăn ông phùm bọc lục xoáy ta lục xoáy ách prap bàn tế tha môn bê đài mai cỏ hóm cho một căn cặp phùm bọc lục xoáy nú ta lục xoáy nâng cỏ lại ná hay thua vậy đấy. Bà lục về mai cơ hôm cho mà về nông nhóm phụ nhóm được rộng giả hạ co nông đài nơi trở lạc trượt sầu. Khi em chồng ai cũng xây chùm trẻ tha ta ở mai cơ hôm cho một căn cặp ở mòn lục xây nông phải nông cầm lòng về cho năm nào đấy lục xây ai chùm trẻ màn thế. Cha lúc năm chất rầm bầy. Lúc xoay đời xa tháp bê về liên viên cả lòng Phật tờ dù hai. Năm chất sập bầm bấy rứa cổ năm chất sập pram rứa cổ môn năm chất sập pram lộ ai lục xây ai rụng lực ca chong chạm bàn tế vì bố tha năm chất pram ạc miên này miên tay năm chất rầm bấy nâng tầm rõn. Lục xoay xong ai lục xoay chùi rùm lực
đòn tiết bị bố khi ông đôi chì chở lõm bị bố tha trong rồi bọc mai cả hóm cứ chập tăng pi chở lõm năm mà pon bổn rồi chật sập rám ngày tập pel mi sa năm pon rồi chật sập rám đó ngày tập pel mặc ra năm pon rồi chật sập bổn chăng khi ông trang ai lục xây chui mình chạm mới cao bạ chạy vật bọc cạn mới tha tá phụ hôm mai cả hóm nắng cho một cục cong nơi không đập bom lục xoay nâng phải chỉ không chuẩn lọt cho nam nạ đấy ba tuần trời tốt sắp đến nhà rồng chiết tăng tầm nuo riệp trăm tầm nuo sai chợ thay riệp tầm nuo sầm mánh nghề yul việc xong nâng cô đáy đại trời xuân đi cầm rắt cốt và hay chia mình miền ca yul đăng từ lùm từ lý là hồ đào thừa tha thị bái tám bầm non nâng tam ca kết ở bọt lục sắp đến nhà rồng chiết bàn ti xuân chạy lẹ tới chân nằm ná ở bàn chiếc bọt lọ nó chia chân nằm tại mặt đòn tới chợ lọ phi chật thấp tới chật thập rắm chật thập bảy chật thập bốn và thân chỉ miết mầm non xua được cho nên và xua còn ắt thắt đi bài bẹm nít thân đầu kia sẽ đập chầm chầm nuôi mình dồi đi chơi lời mình bàn đi khát pin ở con lục thiến lục say nhom trang xua lục say ở ba thành một đón tha tá lục say miên đăng tha tá nực độ bọt lôn non nắng đua rồi lôm nơi nông chân nam na đại được tí say ảnh đáp án tí bát lục nhà mình ban cho năm cho ba phòng chúng ta lục xoay ai phạm ban tết hà lục xoay nơi cái lại na đá nơi pi đại khai cái hôm châu can cặp làm ban lục xoay nắng lục xoay mình chạy bàn thế bà lâu nhầm nơi xây xe của ta lần xung rồi chứ mà nâng tái đo bê nhầm nơi chỉ lãnh kì chỉ liệt tờ kì vô tờ bài cháu tờ khăn nông ấy lấy nhầm trang xua bì chân nam bật bật cọt tại mặt đòn xua tha chân lọc bì chân nam chất sập đo chân nam mà quan muốn rồi chất sập rám nâng ta lục xoay rô nơi cả lại nà bà lộn nhầm nơi khang sạch bị chạy con đá không rồi chứ mà nâng ngời ta nâng nông chẳng lo cho nam chất sập đó cho nam chất sập rám nâng ta phụ mai cửa hòm miên châu can cặp đọc bọn lục xoay hai rừng nơi bà lộn cho can cặp bài bàn tay phụ nhầm nâng kê chìm liếc tư khang cùi chim ăn nâng hai đập bể chân tới nhom nâng co kê vô tới cái áo mà tới khang phun tre nâng phê pi nâng mà vô mà bài chào thì nâng chân lục xây trong là giấy tha pi chín năm chật sập đòi chín năm chật sập rám nâng buộc mai cả hóm chỗ can cắt làm bàn lục xây hai chân men tế bất ai ta lục soi ai chấm riệp ong sai bản đá cam an tết tha chân lọc bị chân nam chật sập đò chân nam chật sập rám nâng ta miên bảy chi chun và hai chi phẩm mang cua sa đai ruộng được nông phum bờ sạch bờ che cả đá lọ lục soi nâng ba lúc mình đăng chi bình màn đại pro ấy khi nhom cà phê nóng khi nhom nơi ở dụng play ở tiệt đại hội tới khi nhom nơi ở ban
Lục xoáy làm bay chia ca làm lắc đo ca trong trang lục xoáy trong trang an ai cả xa muối cứ ai cả xa y sri hà sập muối cài sập bún còn nó hai sáp chấm lại bỏ cài lại chạm rồi nhá sợ một kết cứ y ăn chia vì sao không ai sốn sốn Pi, son, bun, bun, son, promoi. Nang e anchi visa ang lay, son, son, pi, from pearl, bun, from pearl, son, from pearl. Nang e anchi visa brang, son, son, pi, promoi, from bay, from bay, bay, from bay. Nakanong nang looks like bunch like tak, young cat, no pum, side for check and dial. Hai can look, young mean a jute of bun chanam. Bill Khmer Graham Joel McDoll, Kim Kompung Rin, and Lai. One type who gave ban our young chop rin. Tell Sri away the Kim Man Annie, tell I am Lucka, John Chan, one of Sri Ban at the Cha lục bật đợi lục an nâng. Môn đi mình tích lục xoay ban chùm riêp lục bật thiên ông xoay hồn ná ca tha lục xoay cát nơi chân nam ở quan phẩm bốn rơi học sấp rưu cửa giang nà. Bát lục nhằm xoay chân mà quan phẩm bốn rơi phẩm bốn Bundai mang đến mang nhiều tay nhầm với ác bán thì nằm ít bán loa lộ. Bundai học mùi ấy. Con bundai học mùi ấy. Bát bà xoay cát chân mặt bán bundai học sập mùi. Chung mặt đỏ bê đại lục xoay miên ở dụ đập bùn chân nam. Chung chân nam đại khmer cả hôm cho một căn cắp với bậc cát chỉ chân nam mà quan một rồi chất sập bảy và khi mình trở lòng thì ta ca đại khi mình cận ít tâm tới đại tết lục sấy ba lúc mình ban chế ban lo hết ai nó hưởng năng của anh em nơi ở dụ tây về nhưng bạn cha nại lục học sập muối đập bùn năm chẳng mà pon một bùn rồi chất sập pram và sân chì cả kịch cụ tới đôi chì mà pon bùn rồi chất sập pram chẳng lục sợi ba lâu như mình ban bình định chỉ ba loa đai luôn Anh ấy tế lục xoáy ta ở lấy cái nhóm dô cao bạch chạy ẩm bì môn ca mặc đo rồi bỏ phụ không ai cả hôm nâng cao cao bạch chạy này ca mặc đo rồi bỏ phụ không ai cả hôm nằm bây xu nơi xử nụ mà chuyển nút đo lục xoáy tại một đoàn tầng Ta môn ca mặc đo rồi bỏ phụ không ai cả hôm được nông phùm bỏ lục xoáy nâng ta lục xoáy ai Rip rob bán tay ump chi, peep rob bơ chi chun cham, đã run a knong pum, sạch bơ chèn đạo bỏ lúc rơi nắng. Sao thanh mặt ông sài top, thăm chê lục bê bê tơ kopê.
Thank you, Mr. President. គឺថាមានន័យថាតំបន់នឹងស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាល1975ឬក៏នៅពេលដែលរបបលន់នល់ដួលរលំដូច្នេះនៅពេលដែលសួរសាស្ត្រីថានៅពេលដែលខ្មែរក្រហមមកដល់នឹងវាមិនត្រឹមតែខុសផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ុណ្ណោះទេវាថែមទាំងធ្វើឲ្យមានការយល់ច្រឡំទៀតផងដូច្នេះប្រសិនបើយើងនិយាយតែនៅក្នុងស្រុកមួយនេះឬក៏នៅក្នុងតំបន់មួយនេះគឺថាព្រះអញ្ញាជាតិគួរតែបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់បន្តិចទៅលើចំណុចមួយន
ខ្ញុំនឹងធ្វើការកែសម្រួលនៅសំណួរខ្ញុំឡើងវិញដោយសារថាសាក់សីគាត់មានការប្របាក់ចាំអំពីការបរិច្ឆេទថាតើនៅពេលណាដែលរបបលន់នល់ត្រូវដួលរលំហើយហើយពេលណាដែលបកខ្មែរក្រហមបានចូលមកធ្វើការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងតំបន់គាត់ឲ្យបានពេញលេញនោះដូច្នេះធ្វើឲ្យខ្ញុំមានបញ្ហាលំបាកមួយចំនួនដើម្បីយកការបច្ឆេទសួរបញ្ជាក់អំពីបញ្ហាអង្គហេតុមួយចំនួននោះការលំបាកដូច្នេះហើយទើបមេធាវីវិទ្យាក៏ពេលឲ្យលោកកែសម្រួលនៅការតាំងសម្រួលជាលក្ខទៅតាមការវេលាសំស្របនៃការវិវត្តសង្គមកម្ពុជាខ្មែរក្រហមនឹងវាទលំទលាយពេកវានឹងវាមានពេលណាមកបានន័យថាខ្មែរមាននិន្នាការកុម្មុយនីសនឹងគឺវាកើតឡើងយូរហើយប្រវត្តិនៃការបង្កើតបកកុម្មុយនីសនឹងគឺវាតាំងពីឆ្នាំ1951មកម្ល៉េះសញ្ញានៃពាក្យខ្មែរក្រហមវាទលំទលាយពេកគេឲ្យប្រើពាក្យថាគួរតែប្រើប្រាស់ថាជាកងកម្លាំងកងរំដោះរណសិរ្សឬក៏កងទ័ពរំដោះនោះគឺប្រជាពលរដ្ឋនឹងងាយយល់ជាងដើម្បីជាជាសំណួរជាក់លាក់ដែលអាចគាត់អាចឆ្លើយរួចបើឆ្លើយទៅលំទលាយវាឆ្លើយវាមិនរួចឥឡូវនឹងពេលវេលាអស់ច្រើនហើយវាដូចជាលទ្ធផលដែលថាវាប្រយោជន៍ដែលស្វែងរកការពិតនឹងការតាំងសំណួរនឹងចម្លើយតបនោះវាអត់ទាន់ឈានដល់ចំណុចណាមួយចាប់អារម្មណ៍នៅពាក់ព័ន្ធឲ្យតាក់កលានឹងអង្គហេតុដែលកំពុងធ្វើសកម្មភាពបំណងដល់អង្គជំរះចង់បានទេបាទអរគុណលោកធានខ្ញុំសូមកែប្រែសំណួរទៅតាមនេះតែម្ដងខ្ញុំសូមលើកកាលបច្ឆេទពិតប្រកបជូនលោកស្រីសាក់សីដើម្បីជួយស្រាយបំភ្លឺខ្ញុំចង់ឲ្យលោកស្រីជួយបញ្ជាក់ថាតើចន្លោះពីឆ្នាំ70ដល់ឆ្នាំ75នោះនៅក្នុងភូមិរបស់លោកស្រីនោះមានគ្រួសារជនជាតិចាមប្រមាណអ្នករស់នៅលោកស្រីចាំបានទេបាទលោកពេលនោះគេជំរះចាញ់អស់ហើយភូមិសៃឆេកណ្ដាលនឹងនៅតែបងប្អូនខ្មែរតម្រង់លោកស្រីខ្ញុំសួរនៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ70ដល់75គឺមុនថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ75ខ្ញុំគាត់តែចង់បញ្ជាក់ឲ្យលោកស្រីបញ្ជាក់ថាតើមានប្រជាជនចាមនៅក្នុងភូមិរបស់លោកស្រីច្រើនដែរឬទេបាទលោកពេលហ្នឹងខ្ញុំអត់នេះផងហ្នឹងព្រោះអីគេបងប្អូនចាមវាជលះចាញ់អស់ហើយហ្នឹងពេលហ្នឹងលោកពួកខ្ញុំប្រាប់លបាយការគេហ្នឹងគេកត់ទៅដឹងដាក់ឆ្នាំប្រមាណអីប្រមាណហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងដែរហ្នឹងលោកស្រីថាគេជលះប្រជាជនចាមចាញ់អស់ហ្នឹងតើគេជលះចាញ់នៅក្នុងឆ្នាំណាដែរលោកស្រីអាចបញ្ជាក់បានទេបាទលោកពេលហ្នឹងខ្ញុំអាយុតិចពេកខ្ញុំអត់បានចំណាំបានផងដឹងឆ្នាំប្រហែលអីឥឡូវលោកស្រីតើខ្ញុំចង់សួរសំណួរ
một chân nôn tiết ta lục xoay ai prap ban tế tha chật lót chân nam chật sập đỏ chân nam chật sập pram nâng ta và chi chun bọ nước non phun lục xoay nâng chiều xét chi chun chạm nâng quạt ở ruộng nơi giằng đôi một đạch đá về nâng cái chân liệt sẽ ao giang và bạ về tình liệt đá lục ta nộp pin nút kê anh nhát ao ý phải chi chôn chám nị gì phải xa chám rứa có liệt sủng liệt bẹp bên nị chám rứa có cột rốt sát sna chám đã được thế cho nó chân ám chặt sập đó chặt sập rám mà lúc nào mà nhận đăng tê pan pê nông về tình yêu cái ai cắt sợ cái ai cái ai nâng hộp bò hộp ai nâng ăn miên sủng liệt bẹp ai dương chụp cái ai sát sna cái bẩm bát ao lấy chim trăng su lục xây bàn chuyện che huỳnh thà môn pê đại kê chuẩn lia bị chia chôn tranh bị phun lục xây nâng ạ tá kê ạn nhát ao bị chia chôn chám nâng dây bị xa chám sự sủng liệt bẹp bay ni chám rứ co cột rốt bay ni sát sna chám đại được tê bạn lâu kia mình ai cột rốt sát sna chám phong sự khả ai khả mai ấy tâm ơn ta chấp tăng bị phê tại kê chuẩn đi rồi chi chun chạm tranh bị phùng đỏ lục xoay nắng tá than phê rồi phải chi chun chạm miên phê thu sra chừng muốn rứa có cà rô nâu miên sập phê tăng tay chừng muốn ba lâu kê chìm liên tới nâng nơi lại nâng kê ai dân tư đâm ẩm phư đâm ấy sắp bát giang nâng văn tay nơi ruộng bài học bộ bò miền lùm bạ hộp chọc ấy lời ta nập pin nút kê ăn nhát ao y bị chi chạm thì dây bị sa chạm đại được thế rồi có liệu dùng liệu bẹp bị ni chạm đại được thế ạt miên tê lục ai nhì phía xa khmai từng ọt ai nhì phía xa chạm phong việc bẹp ở đôi chân này chất sát sna vĩnh ta kê ảnh nhát ai lúc xây cơ rục sát sna chạm đại tế ạt tê lục cho chấm nay sợi dây chun chiết chám kê ăn nhạt ao tóc sọ với anh đại được thế bạn lâu cái ai cắt ao sọ với anh ai tóc hỏng ai lấy từ lọp mọc môn pi đại nực nông bọp luôn nói vinh ta bởi chi chôn được nông đậm bọn lục xoay nâng kê ạ nhạt ai dây bị xa chạm sẽ liệt dùm liệt bẹp bây ni rư có cổ rộp sát sá chạm rư có sở trây kê ai tục sọ với anh đã được thế bà lục bị nông nhóm nơi khám anh vầy đài văn tái tam nhóm chỉ nằm tới đôi ớt miền và bắt ai phong khó ai sẽ bị bẹ sợi thầm đà về nông chẳng lục xoay trong dây tha nơi khăn ông rộp
កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យចន្លោះពីឆ្នាំ1975ដល់79ហ្នឹងគឺជីវិតរបស់ជនជាតិចាមមានការប៉ែប្រួលឬយ៉ាងណាសំទោសលោកខ្ញុំស្ដាប់អត់បានសូមលោកអធិប្បាយម្ដងទៀតជីវិតជនជាតិចាមប្រែប្រួលមិនជីវិតប្រែប្រួលមិនទៅរៀបពីរៀបពីឲ្យស្រួលមកលោកថាបញ្ញារងជាតិជីវិតចាមប្រែប្រួលមិនសំណួរហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចឆ្លើយមិនរួចទេណាអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំចង់ឲ្យលោកស្រីជួយបញ្ជាក់បន្តិចថាតើបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងរបបលន់ណុលហើយនឹងរបបដែលគ្រប់គ្រងដោយបកខ្មែរក្រហមហ្នឹងតើការរស់នៅរបស់ប្រជាជនចាមហ្នឹងមានសភាពតឹងតែងចាប់ជើងជាងមុនឬក៏យ៉ាងណាតើស្រីអាចបញ្ជាក់បានទេបាទលោកពេលខ្មែរក្រហមតឹងតែងខ្លាំងបាក់រស់នៅខ្លាំងលោកស្រីឥឡូវខ្ញុំចូលទៅដល់ប្រធានបទមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការជំនះប្រជាជននៅក្នុងភូមិរបស់លោកស្រីដែលលោកស្រីបានរៀបរាប់ហ្នឹងតើលោកស្រីបានចាំបានទេថាតើគេចាប់ផ្ដើមជំនះប្រជាជនចេញពីភូមិរបស់លោកស្រីនៅក្នុងកំឡុងពេលណាដែរឆ្នាំណាដែរសំទោសលោកខ្ញុំមិនបានចំណាំឆ្នាំណាពេលណាដែរខ្ញុំអត់បានចំណាំទេពេលហ្នឹងព្រោះអីខ្ញុំវិញវត្តអស់ហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំនៅវ័យខ្ចីផងហើយបែកម៉ែបែកឪក្រោយពីប្រជាជនចាមរបស់ភូមិស្រីត្រូវគេចន្ទះចេញតើមានប្រជាជនចាមពីភូមិផ្សេងត្រូវគេចន្ទះមកកាន់ភូមិរបស់លោកស្រីដែរទេអត់មានទេលោកមានតែបងប្អូនខ្មែរនៅភូមិខ្ញុំហ្នឹងអត់មានជនជាតិអ៊ីស្លាមផងជនជាតិអ៊ីស្លាមភូមិខ្ញុំត្រូវចេញអស់មានបងប្អូនខ្មែរនៅវិញតើលោកស្រីអាចប្រាប់បានទេថានៅពេលនោះក្រោយពីការចន្ទះនោះតើមានប្រជាជនចាមសរុបទាំងអស់ប្រហែលប្រមាណគួសារនៅក្នុងភូមិខ្សាច់រឆេះកដាលរបស់លោកស្រីបាទលោកខ្ញុំមិនបានចំណាំទេពេលនោះប្រមាណសពគ្រួសារអត់បានចំណាំផងពួកខ្ញុំនៅវ័យខ្ចីពេកពេលឥឡូវខ្ញុំចាស់មែនតែនហើយអត់បានចំណាំផងតើលោកស្រីមានស្គាល់មនុស្សស្រីចាមម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងភូមិរបស់លោកស្រីដែរនៅក្នុងរបបប៉ុលពតហ្នឹងគាត់ឈ្មោះថាណូសតាសតើលោកស្រីមានស្គាល់គាត់ដែរទេបាទលោកខ្ញុំបានស្គាល់ណូសតាសហ្នឹងទីលំនៅគាត់សពថ្ងៃនៅស្វាយឃ្លាំងតែពេលអពុទ្ធយទវាយចោលទៅជាមួយខ្ញុំបាទតើកាលហ្នឹងគាត់រស់នៅក្នុងភូមិរបស់លោកស្រីនៅជំនាន់ក្រោយគេចលាស់ប្រជាជនចេញហ្នឹងគាត់រស់នៅក្នុងភូមិហ្នឹងជាមួយលោកស្រីឬក៏យ៉ាងណាបាទលោកគាត់បាននៅក្រុមចល័តជាមួយគ្នាតែពេលគេហៅទៅយកទៅជំនះទៅខាងភូមិទ្រាទៅយកទៅបាយចោលនៅកន្លែងទ្រាទី2ទៅជុំគ្នាកន្លែងហ្នឹងលោកលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីត្រូវគេឲ្យទៅធ្វើការនៅកងចល័តហ្នឹងតើគេឲ្យធ្វើនៅពេលណាដែរលោកស្រីអាចបញ្ជាក់បានទេបាទលោកច
ឆ្នាំណាខែណាខ្ញុំអត់បានចងចាំប៉ុន្តែចំណន់ពេលពលពតចេញមកហ្នឹងគឺខ្ញុំពួកខ្ញុំដើរក្រុមចល័តរហូតបែកម៉ែបែកឪរហូតអរគុណលោកស្រីឥឡូវខ្ញុំឲ្យចង់សួរសំណួរមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការមកដល់របស់កម្មាភិបាលនិរដីនៅក្នុងភូមិរបស់លោកស្រីហ្នឹងតើលោកស្រីនៅចាំបានទេអំពីព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងបាទលោកមិនបានចាំឆ្នាំខែបានចាំតែឆ្នាំខែបាទអីដឹងនេះអីចូលប៉ុណ្ណឹងគេដេញគេអីពុនពាក់ហ្នឹងអត់បានចាំខែឆ្នាំលោកលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីដឹងថាពួកកម្មាភិបាលនេះដីបានចូលមកដល់ភូមិលោកស្រីហ្នឹងតែលោកស្រីមិនដឹងថាពេលវេលាណាឲ្យពិតប្រាកដទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកស្រីជួយបញ្ជាក់បន្តិចថាតើមុនការមកដល់របស់កម្មាភិបាលនេះដីហ្នឹងហើយបើប្រៀបធៀបមកក្រោយការមកដល់របស់កម្មាភិបាលនេះដីហ្នឹងតើការរស់នៅរបស់ប្រជាជនចាមហ្នឹងមានសភាពលំបាកលំបិនជាងមុនឬក៏តាំងគេរដ្ឋបတ်តាំងតែជាងមុនឬក៏យ៉ាងណាដែរបាទលោកតាំងតែជាងមុនបាទវេទនាហ្មងតើលោកស្រីអាចរៀបរាប់បានទេថាវាពិបាកយ៉ាងម៉េចដែរបាក់តាំងពីហូបចប់សັບបែបយ៉ាងបែកណៃបែកទៅអីសັບបែបយ៉ាងតើនៅពេលដែលកម្មាភិបាលនេះដីមកដល់ហ្នឹងតើគេធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបបានគេអាចក្តាប់បានថាអ្នកណាគឺជាប្រជាជនចាមអ្នកណាជាប្រជាជនខ្មែរតើលោកស្រីអាចប្រាប់បានដែរទេបាទលោកពេលហ្នឹងគេហៅតើតែមិនតោះឆ្លើយតបសូមជួយលោកស្រីមេធាវីការពារក្រីលោកលោកខៀវសំផនអង្គតាគីសេOui, bonjour Monsieur le Président, merci. Je suis obligé d'intervenir à ce stade-là. On a une série de questions directives. Là, je pense qu'il faut quand même que Monsieur le Co-procureur fasse un effort de faire des questions ouvertes. La dernière question contenait la réponse du témoin dans la formulation.បាទលោកធានខ្ញុំគ្រាន់តែសួរសំណួរថានៅពេលដែលពួកកម្មាភិបាលផ្នែកក្រហមមកដល់ហ្នឹងតើគេធ្វើការគ្រប់គ្រងយ៉ាងម៉េចទើបគេដឹងថាអ្នកណាខ្លះជាជនជាតិចាមអ្នកណាខ្លះជាជនជាតិខ្មែរមិនបានសួរថាឲ្យគាត់ឆ្លើយថាបាទឬក៏ចាស់យ៉ាងណាទេបាទអញ្ញាបកសែតនឹងដីជំទាស់របស់មិត្តវិការពីក្រីលោកគឺសំផនបាទសំណួរនេះអាចឆ្លើយបានមិនមែនជាប្រភេទសំណួរនាំមុខទេសាក់ទេឆ្លើយបើសិននៅចងចាំហើយបើមិនចាំទេគឺថាប្រញ្ញារងជាតិតាំងសំណួររៀបចំសំណួររបស់លោកថាជាថ្មីឡើងវិញខ្ញុំចង់ឲ្យលោកស្រីជួយបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលពួកកម្មាភិបាលនីតិមកដល់ភូមិរបស់លោកស្រីហ្នឹងតើគេធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបគេអាចស្គាល់ថា
ក្តាប់បានថានណាជាប្រជាជនចាមហើយនណាជាប្រជាជនខ្មែរ បាទ លោក ពេល នឹង គេ គៀ យក ពួក ខ្ញុំ ទៅ ខាង ទ្វារ ទី 2 នឹង គេ សួរ ពេល ដែល គេ សួរ នឹង ចាម ខ្មែរ ពេល នឹង ហើយ ពេល យក ទៅ ទ្វារ ទី 2 នឹង លោក Sorry, perhaps there's a translation issue because in English this is a perfectly open question. So I don't know what you hear. Oh, am I on? Can I be heard? Yeah. In English, the question is perfect. What the question asked was perfectly open. There was no direction of a leading question. So perhaps there's an interpretation issue. Non, je ne pense pas que ce soit un problème d'interprétation. C'est juste que, avant de poser la question de comment les gens étaient séparés, je n'ai pas entendu. Le témoin évoquait qu'il y avait une séparation entre les Khmer. អញ្ចឹងតើទៀតអង្គជំនះបដិសេធរួចហើយនៅស្រីជំទាស់អំបញ្ញមិញនោះណាមិនអាចជំទាស់ពីរដងទេលើសំណួរតែមួយដែលអង្គជំនះបានសម្រេចរួចហើយលោកស្រីបានឆ្លើយហើយអំបញ្ញមិញប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យអាននៅប្រតិចរិតសាវនាការមួយគឺនៅថ្ងៃទី 28 8ខែ 9ឆ្នាំ 2015 គឺឯកសារ E3 351ដែលជាសាមណការសួរដេញដោលដែលមិនដឹងឈ្មោះនោះសតានៅវេលាម៉ោង 13:54 និង 46 វិនាទីជួនយ៉ាងម៉េចទៅលោកមេធាវីកុងសំបុនតាមខ្ញុំតបបាន សាប្រញ្ញារងជាថាឯកសារមានលេខ E3 ប្រហែលជា E1 ទេមើលទៅមិនមែន E3 ទេសូមបញ្ជាក់ថាសមអរគុណអរគុណហើយបញ្ជាក់លេខឡើងវិញមើលថាលេខបតិចរិតដូចជាមិនមែនលេខលេខ E3 ទេបាទហើយ E3 មិន E3 ទេបើថា E3 និយាយអង់គ្លេសអញ្ចឹងយើងនិយាយអង់គ្លេសទាំងអស់ទៅបើថានិយាយខ្មែរគួរតែប្រើភាសាខ្មែរទៅ 3/300 ប្រហែលហ្នឹងទៅវាដូចជាតំណងជាងទៅ E3 ក៏អង់គ្លេសខ្លះខ្មែរខ្លះហ្នឹងការចឡំទៅបញ្ហានេះគឺឯកសារ E 1/350.1 គឺនៅវេលាម៉ោង 15:54 និង 46 វិនាទី EN ជាភាសាខ្មែរ 0115394 ខ្ញុំសូមទោសខ្ញុំអត់មាន EN ជាភាសាអង់គ្លេសទេ ខ្ញុំសូមដកស្រង់ អ្នកធ្វើការនឹងខាងនិរដីនឹង វាឲ្យ អ្នកធ្វើការនៅក្នុងស្រុក នៅក្នុងភូមិនឹងដើរប្រមូល ប្រធានភូមិអ្នកដើរចុចឈ្មោះអ្នកនេះចាមគេឲ្យរាយការណ៍ទៅអ្នកនិរដីនឹង អ្នកធ្វើការខាងនិរដីនឹង ចៅវាយស្រុកអីនឹង ចៅវាយស្រុកអីហ្នឹងវាឲ្យដើរប្រមូលសិទ្ធិតិអីអញ្ចឹងអ្នកណាខ្លះចាមហ្នឹងកាត់បញ្ជីបង្ហើយឲ្យវាមកវាប្រមូលវាអត់ឲ្យនៅទេតែអ្វីដែលខ្ញុំអាននេះអាចលោកស្រីមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាដែរក្នុងការឆ្លើយតប
Monsieur le Président, je suis encore obligé d'objecter à la manière de procéder de Monsieur le Procureur. Au lieu de demander au témoin ce qui s'est passé, comment les choses se sont passées, correctement lui demandant comment les gens se sont rassemblés, etc., il se contente de faire citer, un autre témoin et de demander au témoin de réagir. Ce n'est pas une bonne façon de procéder. Si cette personne-là est venue témoigner, elle peut témoigner de ce qu'elle sait. Nous devons poser des questions ouvertes et non pas la nourrir de déclarations d'un autre témoin. គាត់ជាចំហទៅកុំផ្ដាល់ព័ត៌មានឲ្យគាត់ហើយគាត់ឆ្លើយតាមលោកនោះលោកប្រធានមុននេះខ្ញុំបានសួរទៅកាន់លោកស្រីសាក់សៃនៅសំណួរបើកមួយសួរថាតើខាងនេះដីដែលគេមកដល់ហ្នឹងគេធ្វើការក្តាប់ស្ថិតិក្តាប់ថាតើនារីចិញ្ចាមនិងនារីខ្មែរយ៉ាងដូចម្តេចហើយលោកស្រីគាត់បានឆ្លើយតបនៅចម្លើយរបស់លោកស្រីតែចម្លើយនេះវា ឃ្លាតឆ្ងាយអំពីសំណួរអញ្ចឹងទេដើម្បីងាយស្រួលរំលឹកការចងចាំរបស់លោកស្រីខ្ញុំក៏ផ្អែកតាមសំណួរបើកហ្នឹងគឺខ្ញុំសួរនៅសំណួរមួយទៀតដោយធ្វើការអានបតិចរិតសាវនាការថ្ងៃទី25ខែ9ហ្នឹងនេះជារបៀបសួរដែលខ្ញុំបានប្រើអំបញ្ញមិញលោកសំលោកប្រធានជ្រាបរហែលជាលោកមានការផ្អន់ច្រឡំការសួរដេញដោលរបៀបនេះយើងអាចសួរបាន ប៉ុន្តែលំនាំនៃព័ត៌មានដែលមាននៅក្នុងព័ត៌មានសាក់សីផ្សេងទៀតដែលបានផ្ដល់សក្តិកម្មរួចហើយត្រូវសួរជាចំហទៅសាក់សីមុនរួចហើយទើបអានមានលទ្ធភាពអាននៅព័ត៌មានដែលសាក់សីផ្សេងទៀតឆ្លើយពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានោះជាក់លាក់ដើម្បីឲ្យគាត់ប្រតិកម្មមិនន័យថាតើ កាលីឡូរំលឹកការចងចាំរបស់គាត់នៅព្រឹត្តិហេតុទាំងឡាយដែលវាមាននៅក្នុងទីតាំងដូចគ្នាឬក៏កាលវេលាកលៈទេសៈជាមួយគ្នាលោកមិញគឺលោកហើយប៉ុន្តែសាក់សីមិនមានការពាក់ព័ន្ធដូចឬក៏ស្តីងគ្នាពេកទៅនឹងខ្លឹមសារដែលសាក់សីមួយទៀតប្រតិកម្មនោះឡើយនេះគឺការយល់នឹងគឺវាអាចនៅឆ្ងាយពីចរិតពិតដែលអង្គជំរះបានអនុញ្ញាតកន្លងមក អរគុណលោកធានឥឡូវខ្ញុំដោយសារបញ្ហាពេលវេលាខ្ញុំសូមត្រឡប់ទៅប្រធានបទមួយទៀតលោកស្រីមុននេះបន្តិចលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីធ្លាប់ត្រូវបានគេចាត់តាំងឲ្យទៅធ្វើការនៅកងចល័តតើជាការត្រឹមត្រូវដែរទេការដកស្រង់មកខ្ញុំ តើលោកស្រីចាំបានទេថាតើមានពេលណាមួយនោះដែលលោកស្រីត្រឡប់មកកាន់ភូមិវិញសាច់មិនឆេះកដាលនោះវិញតើលោកស្រីចាំបានទេតែខែឆ្នាំខ្ញុំអត់ចាំបានទេតែពេលខ្ញុំវិលត្រឡប់មកនៅភូមិវិញហ្នឹងគេយកម៉ែឪខ្ញុំប្រមែប្រមោទៅដាក់នៅកន្លែងវត្តវាយចោលទាំងត្រង់ឡងទូកទៅវាយចោល ហើយនៅពេលដែលលោកស្រីត្រឡប់មកដល់ភូមិវិញហ្នឹងតើលោកស្រីសង្កេតឃើញថាតើប្រជាជនចាមនៅក្នុងភូមិរបស់លោកស្រីហ្នឹងមានប្រមាណគ្រួសារដែរលោកស្រីចាមទេ បាទ លោកខ្ញុំមិនបានចាំទេព្រោះអីគេចម្លៀសទៅហើយហ្នឹងខើ
ពួកខ្ញុំទៅចល័តហ្នឹងក្រុមខ្ញុំទៅចល័តដល់ពេលបកពីចល័តមកវិញហ្នឹងមកឲ្យហ្នឹងគេមកនៅភូមិស្រុកហ្នឹងបានតែមួយយប់គាត់ថាគេបាយចាយយកបរោះទៅគេថាយកទៅធ្វើផ្ទះគម្រូហ្នឹងដល់ពេលថ្ងៃទី 2 គេយកមកឲ្យទៅបាយចោលខ្ញុំក៏គេឲ្យមកខាងទ្រាហ្នឹងដែរគេហៅថាឲ្យទៅជួយស្រីកោះសំរោងហ្នឹងចាហើយយកទៅបាយចោលទ្រាហ្នឹងហើយ តើលោកស្រីអាចប្រាប់បានទេនៅពេលដែលលោកស្រីមកដល់ផ្ទះប្រហែលជារយៈពេលប្រមាណទើបគេឲ្យលោកស្រីទៅត្រៀងបាទលោក3 ថ្ងៃ តើលោកស្រីស្គាល់កម្មាភិបាលដែលទៅហៅឲ្យលោកស្រីទៅភូមិត្រីហ្នឹងតើគេហៅឲ្យទៅកន្លែងណាដែរមុននឹងប្រាប់ឲ្យទៅភូមិត្រីហ្នឹងតើមានកិច្ចប្រជុំអីណាមួយដែរទេលោកស្រី bạn lâu ăn men cạnh một chung mấy tay cái hai tay cầm chè lạt nung mai ở vô tay hai ở chân tay cái hai tay cầm chè lạt nung tay khang tre nung tay nung tay đó nung men tay sơn nạ cái lại nung mui hành phụ cái nơi cái bài nung gai nung phụ cái thơ ca cái căn thương trường trang nung tận nông hai nhân tận nạ cái lại gì chấm cái lại không khai ăn gì nung mòn đức nhâm trong ai lục xây điệp rộp một lần mình tịch thả ta ở nơi bị đại kỳ hai tư nâng ta kỳ ai tư tặng cua xa bỏ lục xây tư tri tặng ó rứ có kỳ ai bài chạy dàng mách thả là na tư tri là na tư ná rứ có dàng mách đáy lục xây ai chui bình chạy bàn thế ba lô bình chạy bàn dạ ca nhâm mau vì giờ lạt mau nâng lại anh kia đôi ta chuẩn bị kho vòng ôn mai ơi nhâm tranh đi phum rộng tới cái hai vòng ôn pro hai ơi nâng tới môn kề pro lực ngày thì muốn nâng lôi vô tới pro ngày thì phí kề cha kề mà vô sấy sấy nâng kề tha dù cha hãy nâng tha ô khang bồ rong từ hiệp tia cầm ru rồi a hai chẳng vô khang nỉa ri đứng từ nơi tia cầm ru nâng hai mùi tiết nó lực thì bay nó ngay thì bay nó thở phụ chả lặn dừng nhom nó người tha mình bạch tự tế khang chả lặn cứ khang mau khang thuyền đi từ chỗ sau nữa có ai có sầm rong tay mình bên có sầm rong tế cái vô đã nơi ai thuyền thì pi nó sầm rong ai lại không khang nằng ta lục xoay ách prap ban tế tha ta đại lục xoay tàu tria nâng lục xoay tàu kịp bình chung tàu nâng ta lục xoay miên khí nia và hai bảo mạng nẹ đá ba lục mặt tè nâng bà hai chiêng xam sập đài tè nhầm vô tàu nâng sạch bóng ôn chàm đối ở vô lục xây miền bắc sa tham ngồi tè nằng một tè nhom nằng ta giang mấy tay lục xây ai bị vô ở ba tịch ban thế ba lục nông dạ ca nhom bị dịp ở mình nắng tha nông tè đại kỳ vô đã sẩm nạ nắng phụ trở lại dương nhom nắng phụ cha nắng và hai chị sam sẩm nè chiềng tịnh tuổi nắng cái đại lượt tia năng đôi tia cái khai khang cái hai thà tia năng lạnh cái không khen tầm rón nó phải chỉ sang tận nhãn giờ đại lượt tia năng tầm rón mình bên đôi thà kêu xa khi nó chỉ muốn sang tận nhãn tới nà lục ta lục xoay tờ đo phun tria năng phải chia nó mau và mạnh đấy bà lục hai chị mong buồn hai tự đo nồng mình bàn tiền chọn mong ấy cả lúc ngọt miền mong mình ấy bàn xe man rồi tự mong mình
នៅពេលដែលលោកស្រីទៅដល់ហ្នឹងតើវាយប់ឬនៅចាំបើលោកស្រីអត់ច្បាស់រឿងម៉ោងហ្នឹងបាទលោកមិនតាន់យប់ទេទៅដល់ហ្នឹងនៅពួកគេនៅជុំគ្នានៅទៅហ្នឹងដែរអត់តាន់បានយប់ផងនឹងកន្លែងហ្នឹងទៅដល់ឃើញមាននៅសាលាកបាត់សាលាអីកន្លែងហ្នឹងគួយមើលសាលាកបាត់និយាយលេងសើចទៅហ្នឹងនៅពេលដែលលោកស្រីទៅដល់ភូមិត្រីដបងហ្នឹងគេឲ្យលោកស្រីធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរបាទលោកខ្ញុំសូមមានប្រសាសន៍ថាគេយកទៅនឹងហៅឡើងលើផ្ទះហ្នឹងដល់ពេលហៅឡើងលើផ្ទះហ្នឹងទៅគេនឹងបាត់អួយបាត់ទ្វារទៅឲ្យខ្ញុំនៅពួកខ្ញុំប្រហែលអ្នកហ្នឹងប្រហែលជា30អ្នកហ្នឹងគេនៅឃុំឃាំងលើផ្ទះហ្នឹងទៅណាលោកដល់ពេលពួកគេមានកំភ្លើងខាងខាងហ្នឹងគេនៅក្បែរផ្ទះខ្ញុំនៅដែរសណ្ឋានៅជាប់គ្នាដែរផ្ទះហ្នឹងអត់ឲ្យពួកយើងខ្ញុំចោះដើរទៅណាផងខ្ញុំខាំងដាក់លើផ្ទះហ្នឹងបន្ទាប់ពីនៅលើផ្ទះហ្នឹងហើយតើមានរឿងអីកើតឡើងទៀតលោកស្រីអាចប្រាប់បានទេបាទលោកបានឡើងលើផ្ទះហ្នឹងហើយដល់ពេលប្រឡប់តិចតិចហ្នឹងវាហាយកណាត់ក្បួយហ្នឹងជាជំនាញទូចទូចហ្នឹងដល់ពេលហើយហ្នឹងពេលថ្ងៃកងខ្ញុំយើងមើលមនុស្សឃើញល្អះល្អះហ្នឹងវាឡើងមកលើផ្ទះហ្នឹងវាស្នើចងយើងខ្ញុំត្មង30អ្នកគ្នាលើផ្ទះហ្នឹងស្នើសុំចងអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំស្លន់ស្លោមិនដឹងធ្វើម៉េចមិនដឹងរត់ទៅខាងណាដែរហ្នឹងនាំគ្នាមើលមុខគ្នាស្លន់ស្លោនៅផ្ទះហ្នឹងអត់មានទៅណារួចទេហើយនាំគ្នាចងអញ្ចឹងទៅតើមនុស្សដែលមកលើផ្ទះហ្នឹងមានគ្នាប្រមាណអ្នកហើយតើគេមានសួរនាំអីដែរទេបាទលោកគេបានសួរនាំដល់ពេលគេចង់មុនពីហ្នឹងពួកខ្ញុំមិនទាន់ចង់ទៅហ្នឹងវានៅអាចនៅរែងសំលៀងកំបាត់សំលៀងកំបាត់ហើយវានិយាយប្រាប់គ្នាវិញថាពួកយើងទាំងអស់គ្នាជ្រូកឯហ្នឹងធំធំណាស់សំលៀងកំបាត់ហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យមុតដល់អញ្ចឹងទៅថ្ងៃកងភ្នំហ្នឹងវាហែកកណាត់កបហ្នឹងជំនាញទូចទូចហ្នឹងដល់ពេលនេះទៅវាឡើងមកហ្នឹងយប់កងថ្ងៃកងភ្នំហ្នឹងល្អះល្អះហ្នឹងឡើងមកសុំចងដល់ពេលចងហើយអញ្ចឹងទៅដូចយើងខ្ញុំរៀងតូចជាងគេវាមើលអត់ឃើញអញ្ចឹងចែសួរគ្នាវាថាយើងចង់អស់ហើយនៅដល់ពេលហ្នឹងទៅខ្ញុំដូចភ័យស្លន់ស្លោដែរបើមិនហើយខ្ញុំឆ្លើយថាគេមិនទាន់ចង់ទេទៅគ្រែងក្រោយមកឃើញដៃអត់មានជាប់ចំណងអញ្ចឹងគ្រែងគេធ្វើបាបរត់តែខ្លាំងលើសហ្នឹងម្ល៉េះហើយខ្ញុំក៏បានស្រែកប្រាប់ថាលោកនៅខ្ញុំមួយទៀតតែគេថាអើក្មួយចិត្តល្អណាស់ណោះខ្ញុំថាបើមិនចិត្តល្អយ៉ាងណាបើរត់ទៅខាងណាក៏ប្រភ្លើងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយខាងក្រោមដីក៏មានក៏ភ្លើងជ្រុងជ្រាងខ្ញុំមិនដឹងរត់ទៅខាងណាទេលោកដល់អញ្ចឹងគេសួរខ្ញុំថាងប៉ាន់ណាមកល្មមស្រួលខ្ញុំថាងប៉ាន់នឹងមកល្មមស្រួលហើយប៉ាន់នឹងឯងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកស្រីជួយបញ្ជាក់ថាតើគេមានសួរសំណួរអីដល់លោកស្រីនឹងប្រជាជននឹងប្រជាជនចាមនៅលើផ្ទះនឹងទាំងអស់ដែរទេតែបើសួរសួរសំណួរអីខ្លះបាទឥឡូវនេះដល់ពេលម៉ោងសម្រាប់ហើយអមេប្រកាសសម្រាប់ចាប់ពីពេលនេះទៅទៅរហូតដល់ម៉ោង10កន្លះសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសម្រាប់ការមន្ត្រីរដ្ឋបាលសាលាការរំរួលក៏ដល់កន្លែងសម្រាប់ហើយបន្ទប់រងចាំលំញាប់សាក់សៃដល់សាក់សៃលុបរូបនេះនៅក្នុងអំឡុងពេលជប់សម្រាប់និងអង្គគេគាត់មកកាន់កន្លែងផ្ដល់សកម្មនៅក្នុងបន្ទប់សម្រាប់ការនេះវិញនៅវេលាម៉ោង10កន្លះសម្រាប់ចុះសូមអញ្ជើញក្រោកឈរ